Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là vừa qua thì những trận đấu giao hữu thuộc khuôn khổ FIFA Day thì cũng đã kết thúc. Đội tuyển Việt Nam chúng ta đã có được hai chiến thắng rất ấn tượng và chúng ta đã có được 7 bàn thắng. Cùng với đó thì không nhận bất cứ một bàn thua nào cả. Trong khi đó thì một đội bóng cũng giành được những điểm số ấn tượng vừa qua, đó chính là Indonesia và có được sự thăng tiến lớn nhất ở trên bảng xếp hạng của FIFA. Và sau khi mà có được những chiến thắng liên tiếp trước một đối thủ được đánh giá cực cao, đó là Curaçao với cùng tỷ số đó là 3-2 và 2-1, thì mới đây sếp lớn bóng đá của Indonesia nói thẳng rằng sẽ phải tìm những đối thủ giao hữu nằm trong top đó là 60 thế giới để mà đá, và thậm chí có rất nhiều những đội bóng đến từ châu Âu và thậm chí đó là châu Phi. Và liệu rằng có phải chăng là liên đoàn bóng đá của Indonesia đang muốn sang liên đoàn bóng đá châu Phi để tham dự, khi mà trước đây họ từng có những phát biểu rằng là sẽ rời khỏi liên đoàn bóng đá của Đông Nam Á khi mà chúng ta và Thái Lan đã có những dấu hiệu là bắt tay nhau để mà đi tiếp ở giải U19 Đông Nam Á 2022 vừa qua hay không? Vâng, kính thưa quý vị, vừa qua thì Curaçao là một đội bóng xếp trên đội tuyển Indonesia tới tận 71 bậc ở trên bảng xếp hạng của FIFA khi mà họ đứng thứ 84. Do đó là với hai chiến thắng liên tiếp vừa qua thì đội tuyển Indonesia được cộng điểm và tăng tới tận 4 bậc, từ vị trí thứ 156 lên vị trí thứ 152. Và sau hai chiến thắng này thì trong cuộc họp mới nhất với các quan chức của Liên đoàn bóng đá Indonesia thì ông chủ tịch Irawan đã tuyên bố một cách rất hùng hồn rằng từ giờ là chỉ mời những đội tuyển từ hạng 60 trên thế giới để mà thi đấu mà thôi. Ông này còn nói rằng đội tuyển vừa qua đã thể hiện lối chơi cực kỳ ấn tượng, tôi hết sức hài lòng và rất tự hào. Ông Shin Tae-yong đã thực sự từng bước nâng tầm đội tuyển. Vì vậy mà để tiếp tục đà thăng tiến này, tôi đề nghị trong thời gian tới với các dịp FIFA Day, chúng ta phải mời những đội tuyển từ hạng 60 thế giới trở lên để mà thi đấu. Tôi đã giao cho giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Indonesia, ông Savari, và ban huấn luyện đội tuyển phối hợp xúc tiến chỉ mời các đội bóng mạnh để mà Indonesia đấu giao hữu trong thời gian tới mà thôi. Trong khi đó thì ông Shin Tae-yong cũng tự tin tuyên bố muốn Liên đoàn bóng đá của Indonesia phải sắp xếp cho gặp các đối thủ đẳng cấp hơn rất nhiều. Năm nay thì chúng tôi đã hoàn thành những trận đấu trong dịp FIFA Day. Chắc chắn vào năm sau thì các trận đấu sẽ tiếp tục được tổ chức như thế này. Thậm chí tôi còn muốn đấu với những đội bóng có thứ hạng cao hơn so với Curaçao. Điều đó sẽ giúp cho đội tuyển Indonesia sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Và tờ Bola của Indonesia cũng cho biết là nếu có thể thực hiện được như tuyên bố của ông Irawan và ông Shin Tae-yong thì đội tuyển Indonesia sẽ gặp các đối thủ như là Ghana, Bosnia, Phần Lan, rồi Romania, rất nhiều các đội bóng khác. Và đây đều là những đội bóng xếp từ khoảng 50 đến 60 thế giới hiện nay. Và ông chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Indonesia, ông Muhammad Irawan cho biết thêm rằng chúng tôi đã có hai trận đấu xuất sắc trước đội bóng xếp hạng 84 thế giới và giờ đây chúng tôi hướng đến giải AFF Cup với quyết tâm và sự tự tin cao nhất. Hy vọng rằng trong thời gian tới thì sức mạnh của đội tuyển Indonesia sẽ được cải thiện khi mà có sự góp mặt của những cầu thủ thi đấu ở nước ngoài và tôi tin rằng là chúng tôi sẽ vô địch tại AFF Cup 2022. Trong khi đó thì ông Shin Tae-yong khẳng định rằng tôi không biết rằng đội bóng nào sẽ vô địch AFF Cup 2022, thế nhưng chắc chắn rằng chúng tôi sẽ là ứng cử viên nặng ký nhất. Toàn đội sẽ quyết tâm chiến đấu vì chức vô địch. Đó là những gì mà Indonesia đang tỏ ra cực kỳ tự tin sau hai chiến thắng vừa qua trước Curaçao. Về quan điểm của cá nhân chúng tôi thì thực tế chúng tôi vẫn nói là Indonesia hiện nay đang có sự tiến bộ thần tốc và chiến thắng vừa qua trước Curaçao thực sự mang đến quá nhiều sự bất ngờ, cho thấy được đây là đội bóng rất mạnh trong thời gian tới. Nhưng khi mà vừa qua chúng tôi cũng đã nhận được khá nhiều thông tin, đó chính là việc đội tuyển Curaçao vừa qua đến giao hữu cùng đội tuyển Indonesia thì hầu như họ đều mang đến những cầu thủ đang thất nghiệp mà thôi. Nghĩa là những cầu thủ này đang không có chỗ đứng ở các câu lạc bộ hay là không có chỗ đứng ở trên đội tuyển quốc gia mà họ được cử đi để đá giao hữu. Vì vậy mà vừa qua thì rõ ràng hai trận thắng không thể đánh giá được hết sức mạnh của Indonesia trong thời điểm hiện nay sẽ là như thế nào được. À, đương nhiên chúng tôi vẫn nói Indonesia hiện nay họ đang là một bóng rất mạnh và là một đội bóng mà rất đẳng cấp, cho thấy sự tiến bộ không ngừng trong cái quãng thời gian rất ngắn vừa qua thôi. Hơn nữa thì hiện nay thì kể cả với bất cứ một đội bóng nào cũng thế thôi, Việt Nam chúng ta cũng thế, chúng ta cũng rất mong muốn rằng là sẽ mời được những đội bóng hàng đầu tại thế giới, kể những châu Phi, châu Âu đến để thi đấu giao hữu cùng đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng đó là những tính toán mà nó phải là thực sự hợp lý. Chúng tôi chưa thấy rằng là có bất cứ một cái đất nước nào lại mời những đội tuyển mà cách họ đến tầm gần 100 bậc ở trên bảng xếp hạng để mà thi đấu cả. Có thể là chúng ta sẽ mời một số những câu lạc bộ đến thôi, họ thi đấu thì đó là điều hết sức bình thường. Thế nhưng để đấu giao hữu, để tính điểm trên bảng xếp hạng của FIFA thì chẳng có đội bóng nào lại dám mời những đội bóng hơn mình tới tận 100 bậc ở trên bảng xếp hạng để mà thi đấu cả.
Và đương nhiên những đội bóng đó khi mà họ cử đội hình đến đây thì họ cũng chẳng bao giờ cử những đội hình mạnh nhất để mà thi đấu. Bởi dù sao chăng nữa thì với cách biệt như vậy quá khó để cho bất cứ một đội bóng nào có thể mang làm nên những sự bất ngờ. Và với Indonesia thì tôi nghĩ rằng hiện nay họ đang quá, có lẽ rằng là ảo tưởng, thực tế là như vậy. Tôi nghĩ rằng họ đang quá ảo tưởng vào sức mạnh của mình thôi. Khi vừa qua giành 2 chiến thắng trước một đội bóng xếp hạng 84 thế giới. Thế nhưng lực lượng của họ thì toàn những cầu thủ mà gọi là không còn chỗ đứng nữa rồi. Họ không còn phải là cầu thủ đá bóng nữa, không còn chỗ đứng ở trong đội tuyển nữa rồi. Vì vậy mà những thắng lợi đó tôi nghĩ rằng là nó cũng không thực sự mang đến quá nhiều những cái kỳ tích dành cho bóng đá của Indonesia. Và vừa qua thì giải đấu giao hữu vừa qua giữa đội tuyển Việt Nam chúng ta, và không phải đội tuyển mà những ngôi sao, và đấu với những cựu ngôi sao của Dortmund. Thực tế đây là trận đấu mà tôi nghĩ rằng là nó cũng không mang đến nhiều ý nghĩa đâu. Chúng ta mời một đội tuyển, là một câu lạc bộ mà họ đều là những cựu sao cả, nhưng mà chúng ta lại đưa vào sân khá nhiều những con người mà họ chẳng có tí gì gọi là về chuyên môn. Thì thực tế là chúng ta thấy rằng nó không có nhiều ý nghĩa. Tôi hy vọng rằng trận đấu đó thì có rất nhiều những cái siêu sao, những ngôi sao của quá khứ của bóng đá Việt Nam được vào đó để chúng ta thể hiện. Thế nhưng thực sự là chúng tôi cảm thấy khá thất vọng khi mà chúng ta chứng kiến được những cái tên. Đương nhiên thì đó là trận đấu mà chỉ mang tính chất là giao hữu, rồi là để ủng hộ cho những người bị nhiễm Covid-19 trong quãng thời gian vừa qua, của những người trẻ em khi mà bố mẹ bị mất hay là có những vấn đề về gia đình thôi. Đó là những rất điều rất tuyệt vời mà chúng tôi cũng đồng cảm với cái câu chuyện này. Thế nhưng lên chăng là chúng ta sử dụng những cầu thủ, cựu cầu thủ, những cựu sao của đội tuyển Việt Nam thì nó sẽ mang ý nghĩa lớn hơn rất nhiều. Và nó cũng mang một cái gì đó gọi là tôn trọng đối thủ. Khi mà Dortmund họ đến đây, họ cũng mang rất nhiều những cầu thủ đẳng cấp trước đây và là những ngôi sao hàng đầu tại thế giới trước đây. Vì vậy mà đó là một cái điều tôi nghĩ rằng ban tổ chức đã có những sự thiếu sót. Còn quay trở lại câu chuyện với Indonesia thì như tôi đã nói, thực tế hiện nay chắc chắn là Indonesia họ đang có sự ảo tưởng thôi. Và chẳng biết rõ là sau khi tuyên bố rời khỏi Đông Nam Á và giờ đây thì thắng những đội bóng hàng đầu tại thế giới, hạng 84, với những cầu thủ mà chất lượng trong đội hình như thế này, thì liệu rằng Indonesia họ có muốn là rời luôn khỏi liên đoàn bóng đá của Đông Nam Á để mà gia nhập liên đoàn bóng đá của những châu Phi như là có đội tuyển Ghana hay không, thì chúng ta có lẽ sẽ chờ đợi xem trong thời gian tới, những dịp khi vào đây thì họ sẽ làm những câu chuyện như thế nào nhé. Còn vừa qua thì thầy Park cũng đã có những tuyên bố với đội tuyển của mình, và chắc chắn đó là những tuyên bố mà thầy muốn đội tuyển chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn nữa, tiến bộ hơn nữa và phải thực sự thành công hơn nữa. Thầy Park tuyên bố rằng là chưa xác định được bộ khung của AFCON 2022, như lời cảnh báo đến hàng loạt cái tên đang dần mất những phong độ gần đây. Và đó là điều hết sức bình thường thôi, bởi chúng ta một tập thể luôn luôn muốn phải có những con người mạnh nhất, tốt nhất, và đương nhiên họ phải những con người đã có chỗ đứng và họ là những con người đang có phong độ cao nhất hiện nay. Và những ai nếu không có phong độ cao nhất thì đương nhiên họ phải cố gắng hơn, nỗ lực hơn để cố gắng làm sao giữ được cái vị trí của mình. Cả hai trận đấu vừa qua sau khi kết thúc, thầy Park cũng đều nói như vậy cả. Và tưởng rằng đó cũng chỉ là những phát biểu bình thường thôi, thế nhưng thực tế là đó là một số những cảnh báo đến một số trụ cột khi mà chúng ta đang không có được phong độ cao nhất trong những thời gian gần đây. Và đương nhiên thì một số cầu thủ họ sẽ phải âu lo. Câu chuyện này là hết sức bình thường. Họ âu lo, họ cố gắng, họ sợ nỗ lực thì sẽ giúp cho cả tập thể chúng ta sẽ đi lên, sẽ càng tốt hơn thôi. Thầy Park đã nói rằng thầy sẽ có những cuộc cách mạng về mặt nhân sự dành cho đội tuyển Việt Nam, và không chỉ vậy đâu, còn về mặt lối chơi. Và đương nhiên khi lối chơi và nhân sự của đội tuyển Việt Nam có những sự thay đổi thì một số trụ cột trước đây nếu không có phong độ cao nhất thì họ cũng sẽ cần phải nỗ lực cố gắng hơn nữa. Những cầu thủ như là Xuân Trường hay Văn Toản mới đây thì cũng không ra sân vì lý do sức khỏe. Nhưng bên cạnh đó thì đó những cầu thủ mà hiện nay cũng không đang có được những phong độ tốt nhất. Rồi những Tiến Linh và thậm chí thì Công Phượng vừa qua thì sau một quãng thời gian khá dài thì Công Phượng hiện nay trở lại cũng đang không có được phong độ cao nhất. Và không chỉ là một câu lạc bộ chuyên môn mà thầy Park cũng đang rất mong muốn rằng là sẽ có một lứa cầu thủ trẻ của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tiếp tục trỗi dậy để giúp cho đội tuyển Việt Nam chúng ta nếu khi mà có những thời điểm chúng ta thiếu người. Và thực tế là vừa qua thì những tân binh của đội tuyển Việt Nam cũng đã chơi cực tốt, mang đến những ý tưởng rất xuất sắc dành cho đội tuyển của chúng ta. Mặc dù không thực sự là mang đến một kỳ vọng cao nhất, nhưng đó là điều những tia sáng le lói mà chúng ta đã nhìn thấy ở những cầu thủ trẻ. Và với bất cứ một môn thể thao nào thì thôi, chúng ta cũng cần có những lứa kế cận. Và bóng đá Việt Nam chúng ta hiện nay đang có một những lứa kế cận rất tuyệt vời. Những cầu thủ ở lứa đội tuyển U23, họ đã trưởng thành và đã có mặt ở trên đội tuyển quốc gia với những màn thể hiện rất tốt. Vì vậy tôi nghĩ rằng là những phát biểu vừa qua của Rupasser
có thể đem đến một số lo lắng cho một số những cầu thủ, nhưng tiêu chung lại đó là những phát biểu mà tôi nghĩ rằng tốt dành cho đội tuyển chúng ta nếu chúng ta muốn hướng đến những tương lai tươi sáng hơn nữa, những thành công hơn nữa trong tương lai, đúng không ạ? Còn quý vị bạn nhận xét như thế nào về thông tin ngày hôm nay thì cũng có thể để lại một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tùng Lai nhé. Tới đây thì bản tin của Tiểu Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.